rất nhiều bạn lầm tưởng rằng những cái tuổi mà vợ chồng rơi vào tam hợp, ví dụ như dần ngọ tuất này, tị dậu sửu này, hợi mão mùi hoặc là thân tí thìn này, rơi vào những cái bộ tam hợp này thì vợ chồng sẽ ăn ra làm lên, rồi vợ chồng sẽ hạnh phúc và sống bên nhau trọn vẹn. Nhưng cái điều này chưa hoàn toàn chính xác, nó chỉ đóng góp một phần nào đó thôi. Chứ mà căn cứ theo cái bộ tam hợp này mà để tổng luận mà xét đoán là gia đình đó hạnh phúc, chưa chắc. Bởi vì mẫu bàn tay mình muốn giới thiệu tới mọi người ngày hôm nay đây, đó là của một nữ giới sinh năm 1992, đó là tuổi nhâm thân. Và lấy chồng sinh là 1984, đó là tuổi giáp tí. Đấy, sơ qua thì cứ tưởng là thân tí thìn là tam hợp, nhưng mà không phải. Mình nhìn vào mẫu bàn tay của người phụ nữ này thì quá xấu đi, da tay quá khô đi và thiếu sức sống. Vì thế cuộc đời sẽ gặp rất nhiều chật vật, kể cả về vấn đề tình duyên hôn nhân lẫn về vấn đề kinh tế, sẽ rất là eo hẹp, sẽ rất là vất vả đối với mẫu bàn tay này. Mình cũng không muốn dài dòng nữa, mình sẽ đi phân tích từng đường chỉ để cho mọi người cùng nắm rõ những ưu nhược điểm trong cái mẫu bàn tay này, để có thể thấy đó làm ví dụ để xem cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe. Ta nhìn tổng quan thì ta thấy da bàn tay khá là khô, các gò trên mẫu bàn tay này thì xẹp lép, rất là thấp hãm. Đó là người số vất vả, xuất thân cơ hàn, bần hàn. Cái điều này nó cũng thể hiện rất rõ ở đầu đường sinh đạo, mọi người thấy không? Đầu đường sinh đạo của chúng ta thấy là rất nhiều vết cắt này, 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Đó là người xuất thân trong một gia đình hoàn cảnh khá vất vả, hai bàn tay trắng bước ra đời chả có gì, sinh ra trong gia đình còn rất là thiếu thốn, cả về tiền bạc, kinh tế, chất lượng cuộc sống cũng như tình cảm của cha lẫn mẹ. Cha mẹ của họ sẽ thường xuyên xung khắc, thường xuyên bất đồng. Chính vì thế nó cũng báo hiệu trên ngay đầu đường sinh đạo này. Và khi chạy được một quãng thì đường chỉ sinh đạo nó có dấu hiệu hướng lên. Đấy, có hai đường chỉ hướng lên, mọi người thấy không? Đó là thời điểm chủ nhân mẫu bàn tay này làm được ra tiền. Nhưng mà đi kèm song hành theo những đường chỉ hướng lên này, có vô số những đường chỉ nó cắt ngang và nó hướng xuống. Đấy, nó phá nát những cái đường chỉ hướng lên này. Đó là dấu hiệu của người biết kiếm ra đồng tiền từ khá sớm, từ ngoài 25 tuổi đã biết kiếm ra đồng tiền rồi. Nhưng mà làm được bao nhiêu lại trôi tuột hết bấy nhiêu, không có giữ được. Bởi vì những cái đường chỉ màu vàng đây, nó cắt phá quá nhiều và nó hướng xuống. Chính vì thế nó làm cho tiền bạc lan được bao nhiêu, hao hụt hết bấy nhiêu, không giữ được một đồng nào. Cái điều này nó cũng thể hiện rất rõ, đó là tay này khép lại không có chặt. Đấy, mọi người thấy không, vị trí mình khoanh tròn này, kẽ hở khá nhiều. Kẽ hở xuất hiện ở ngón giữa và ngón trỏ, ngón giữa và giáp ranh với ngón áp út đều là những dấu hiệu kẽ hở rất lớn. Và nếu ta tinh mắt thì ta cũng có thể thấy một vài đường chỉ nó chạy ra kẽ vị trí này. Đó là dấu hiệu thất thoát tiền của. Phải thật tinh mắt mới nhìn thấy nhé. Những người nào sở hữu càng nhiều kẽ hở trên mỗi bàn tay bao nhiêu sẽ là người tiền bạc dễ bị thất thoát bấy nhiêu, có thể gặp nhiều lần phá sản, hoặc bị người thân lừa mất số tiền lớn, hoặc cho vay mượn rồi không lấy lại được, hoặc do tính cách phóng khoáng quá và không giữ được tài sản. Đấy, đều là những cái dấu hiệu của người sở hữu kẽ hở ở các vị trí giao nhau của ngón tay. Và chủ nhân của mẫu bàn tay này có hỏi mình rằng là bây giờ mình có thể đắp thịt, đi phẫu thuật thẩm mỹ, đắp thịt vào cái vị trí này cho nó đầy, cho nó chặt lại thì không biết có đỡ được hay không. Thì mình cũng xin trả lời là không bao giờ đỡ được. Bởi vì mỗi người sinh ra đều có một cái nhân quả và một cái điểm báo. Nó thể hiện trên nhân tướng, khuôn mặt, chỉ tay, nốt ruồi. Đã là điểm báo rồi thì mình có thay đổi cái dấu ấn đó, thay đổi cái điểm báo đó thì cuộc đời của mình cũng khó có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực được. Ví dụ trời sắp mưa thì chúng ta sẽ thường thấy là sẽ có một cái đàn kiến, nó sẽ tha thức ăn từ vị trí nơi thấp trũng dễ bị ngập nước đến một cái nơi cao để vào một cái tổ mới. Đó là dấu hiệu trời sắp báo mưa gió hoặc là bão bùng ngập nước. Vậy nếu bây giờ ta lấy chổi, ta quét hết cái đàn kiến đó để cho đàn kiến nó không tha mồi về một cái tổ mới nữa, để cho đàn kiến không di chuyển nữa, vậy có khiến cho bầu trời không mưa nữa hay không? Thì chắc hẳn là mọi người sẽ có câu trả lời, đó là trời vẫn cứ mưa. Vì thế cũng theo cái ví dụ này đây, nếu mà đắp thịt vào trong cái bàn tay này
mà tay lại giàu có, khá giả giữ được tiền thì đó là điều sai trái và không đúng nhé. Chỉ có một cách, đó là chúng ta phải thường xuyên biết bố thí, biết làm phước nhiều. Dần dần cái công đức, cái âm đức của mình nó sẽ lớn lên. Đấy, thay đổi từ cái gốc, chính là từ cái tâm của mình. Biết san sẻ, biết cho đi, biết giúp đỡ mọi người. Mặc dù biết bản thân mình vẫn khó khăn, nhưng mà vẫn có nhiều cái hoàn cảnh nó khó khăn hơn nữa. Nếu mình biết cho đi thì cái âm đức của mình sẽ lớn lên. Dần dần sẽ dùng cái đức năng để thắng số. Và chủ nhân mẫu bàn tay có hỏi với mình rằng thời điểm nào mẫu bàn tay này mới bớt vất vả, kinh tế mới bớt phải eo hẹp, mới bớt phải khó khăn và bớt thất thoát đi, thì ta cũng có thể căn cứ trên đường chỉ sinh đạo này. Đấy, cái vị trí từ đoạn này đây có nhiều cái dấu hiệu đường chỉ hướng lên này, mọi người thấy không? Đấy, mấy đường chỉ hướng lên. Đấy, có hai đường chỉ hướng lên. Thì từ khoảng là khoảng sau 44 tuổi, chủ nhân mẫu bàn tay này kinh tế sẽ tạm khá, tiền bạc lúc đó làm ra nhiều, thất thoát cũng có đây, cũng có mấy cái nhánh hướng xuống đây, nhưng mà cái đường hướng xuống thì nó lại nhỏ hơn đường chỉ hướng lên. Chính vì thế mẫu bàn tay này từ ngoài 44 tuổi sẽ được thảnh thơi, kinh tế sẽ tạm khá và cũng có nhà cửa. Chứ bây giờ hiện tại chủ nhân của mẫu bàn tay này đang đi ở nhà thuê và khá là vất vả. Và chủ nhân mẫu bàn tay này nếu theo dõi được cái video này cũng đừng thấy thế mà lo lắng, bởi vì sau 44 tuổi thôi, cuộc đời của mẫu bàn tay này sẽ được thay đổi. Và trên đường chỉ sinh đạo này cũng có một cái dấu hiệu là chủ nhân mẫu bàn tay này số phải đi xa quê, xa xứ. Đấy, về cuối đường chỉ sinh đạo nó sẽ làm đôi này, phân ra làm hai nhánh này. Đó là dấu hiệu của người phải đi xa quê nhé, xa quê lập nghiệp. Và chủ nhân mẫu bàn tay này cũng đã xác nhận hiện tại là đang đi rất xa, xa quê lập nghiệp chứ không ở trên đất quê hương. Và những người nào có cái đường chỉ sinh đạo về cuối sẽ làm đôi này, dù có đi xa quê hương nhưng rồi sau này cuối đời vẫn phải trở lại quê hương. Đây là một cái điều mà mình đã chiêm nghiệm được bấy lâu nay thông qua rất nhiều mẫu bàn tay. Và mình cũng nói ngay từ đầu, mẫu bàn tay này rất là khô. Đấy, mọi người thấy không, da bàn tay rất là khô và thô ráp. Đó là người số khổ, vất vả, cực nhọc, việc gì cũng tới tay hết. Và đường hôn nhân của mẫu bàn tay này không tốt một chút nào cả. Nó thể hiện rõ trên đường chỉ hôn nhân. Đường chỉ hôn nhân của chủ nhân mẫu bàn tay này đây có hai đường chỉ. Đấy, nó hơi cong và rất là mờ. Mọi người thấy ở hai vị trí này không? Rất hơi cong và mờ đây. Đấy. Đó là dấu hiệu tình cảm vợ chồng của hai tuổi này, 92 và tuổi 84, không có hòa hợp. Vợ chồng không yêu thương nhau, hay xảy ra bất đồng, hay xảy ra cự cãi, và tình cảm rất là hời hợt, không có sâu đậm. Chính vì thế cái đường chỉ hôn nhân nó rất là mờ lạt, nó không có đậm sâu. Và một cái dấu hiệu nữa đó là trên đường chỉ tâm đạo nó bị đứt làm đôi. Những người nào mà sở hữu đường chỉ tâm đạo bị đứt làm đôi, chia làm hai như thế này và không có vết nối, thì đó là dấu hiệu vợ chồng rất dễ lôi nhau ra tòa, sẽ có lần cự cãi nhiều, tức nước vỡ bờ, rồi bắt đầu chỉ muốn bỏ nhau thôi. Vì thế chủ nhân của mẫu bàn tay này nếu theo dõi được cái video này thì phải hết sức nhường nhịn người chồng của mình, ngậm đắng nuốt cay để nhường nhịn, để cho con cái nó có đủ cha đủ mẹ, các cháu đỡ phải bơ vơ. Nhưng mẫu bàn tay này cũng có một vài ưu điểm, đó là đường chỉ trí đạo. Đường chỉ trí đạo của chủ nhân mẫu bàn tay này khá đậm, sâu và về cuối sẽ làm đôi rất là lớn. Đó là người có lộc về kinh doanh, đầu tư, buôn bán và mồm miệng cũng rất là lanh lợi, thông minh chứ không phải là người kém cỏi gì cả. Vì thế đường chỉ đạo này là một đường chỉ ưu tú trong các đường chỉ trên mẫu bàn tay này đây. Mẫu bàn tay này có thể hướng theo con đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư để có thể gặt hái được nhiều sự thành công, may mắn sau này. Ngoài ra, trên mẫu bàn tay này, trên gò kim tinh cũng xuất hiện mấy cái đường chỉ nó chạy song song như này. Đó là dấu hiệu hay được người khác ủng hộ, hay được nhiều người giúp đỡ, đa phần là từ anh em bạn bè ngoài xã hội, hay gặp quý nhân giúp đỡ thì cũng đều sở hữu những cái đường chỉ chạy song song trên gò kim tinh tại vị trí này. Tóm lại, đây là một mẫu bàn tay xuất thân khá là vất vả, cuộc đời phải chịu nhiều gánh nặng, áp lực về kinh tế, làm không giữ được tiền và cuộc sống gia đình hôn nhân không có hạnh phúc, mặc dù là một người rất là trí tuệ và thông minh. Âu cũng là do số phận. Mình khuyên chủ nhân mẫu bàn tay này hãy cố gắng để bước tiếp, hãy mạnh mẽ lên, bởi vì từ sau 44 tuổi cuộc đời của mẫu bàn tay này sẽ khá hơn và cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những cái điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cái trải nghiệm thật bổ ích về cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này.
Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, hãy nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.